váy rất là thanh lịch, nhẹ nhàng, đài cát cho tất cả chị em. Và mẫu váy này thì chất liệu chính của nó là chất liệu lụa tuyết, một cái chất liệu mà nó mặt ấy, mặt nó rất là mướt, rất là mềm. Và cái chất liệu này thì lên form cũng rất là chuẩn này, ngoài ra nó rất là bay bổng nữa. Phương biết là có rất là nhiều các chị em thích mặc váy dài nhưng lại thích nó vẫn phải gọn cơ đó, tức không thích lòe xòe. Thì đây là một cái mẫu váy mà Phương nghĩ là nó, cái độ dài của nó đủ cho các chị em gọi là mặc trong những cái dịp đặc biệt hoặc là giữ ấm cho cơ thể. Nó khá là dài nhưng mà cái form của nó thì vẫn khá là ôm như thế này, gọn người đúng không ạ, nó không bị lòe xòe quá, nhìn nó chỉ kiểu hơi bay bổng nhẹ thôi. Và đặc biệt là cái tông màu của cái váy này thì Phương cực kỳ thích luôn, đó là nền tông màu đen. Tông màu đen thì lúc nào cũng khiến cho chúng ta nhìn mignon hơn, người chúng ta gọn hơn rất là nhiều. Cổ thì là cổ bẻ dáng sơ mi, nên là cái mẫu váy này hoàn toàn là mọi người có thể mặc đi làm, đi ký kết hợp đồng, đi gặp đối tác đều được. Em váy này thì còn được đính kèm một cái beo, một cái đai ở đây nữa này. Cái đai như này nó sẽ rời nhá, mọi người có thể thắt ở eo thế này hoặc là thắt ở trên phần cổ tạo thành một cái nơ ở chỗ sơ mi này cũng được, rất là bay bổng. Chân máy kiểu xếp ly, tay thì ra tay đóng dài nhưng mà Phương thì hay kiểu kéo tay lên một chút nhìn cho nó thoáng. Đó.